Hello, chào tất cả các bạn. Thực sự là tôi mới ngủ dậy. Bây giờ là lần đầu tiên ngủ dậy là phải đi đi một cái chỗ này rất là quan trọng quý vị. Đi dậy, ủa lộn, đi vệ sinh. Đấy, sự đi vệ sinh. Đấy, chó nè các bạn. Chó nhà tôi các bạn. Sáng nào cũng giỡn vậy trơn. Đấy, bạn thấy nó cưng không? Cưng dễ sợ luôn. Bạn muốn nuôi, bắt gì nuôi các bạn? Ai mà muốn nuôi á, cứ inbox riêng cho tôi ấy, rồi tôi ship hàng qua cho miễn phí luôn. Đấy, bạn thấy nó giỡn không? Phóc phóc đớm phóc 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 đớm 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 đấy, phóc đớm 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 nè, phóc béo ha, béo mà thấy ngoan không? Đấy đấy, thấy không ha? Đấy nè, không dữ lắm, không dữ lắm, người ta là nó cắn các bạn. Đấy, thật sự đó là vậy. Bây giờ thấy nó giỡn rất là vui, nhưng mà tôi rất là buồn vì không có bạn để giỡn đó, bà thấy nó chưa đó. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vệ sinh. Đấy, sự là chiếc xe đạp hồi xưa ở nhà tôi mà tôi đi học á, đi học hồi cấp 2 á là tôi chạy xe đạp nè. Giờ nó cùi, nó tàn, trời, nó tàn tạ, bà thấy, coi thấy nó không? Đấy, tàn tạ luôn, tay cầm gì nè, tàn tạ hết rồi. Đấy, mới ngủ dậy luôn á, rồi cầm máy quay để quay cho bạn xem luôn là buổi sáng của tôi là sinh hoạt như thế nào, với lại là làm sao mà tôi có thể sinh tồn một mình ở nhà mà cha tôi thì đi xa đi làm rồi, đi trên Sài Gòn. Ok, đấy, đây là cây gỗ mà cha tôi trồng các bạn, thấy nó rất nhiều ống nước luôn. Và đây là nhà tôi nè, tôi muốn khoe nhà luôn chứ tôi không có ấy, là giấu nhà tôi nha. Đó, khoe nhà cho tất cả bạn xem luôn. Rồi, tôi mới đi vệ sinh xong, tôi nói vậy thôi chứ ở dưới là tôi làm sẵn rồi các bạn, tôi làm vệ sinh luôn rồi đó. Ok, bây giờ tôi sẽ đi từ các bạn, tôi kéo cái máy quay ra. Ok, bây giờ tôi sẽ đi tham quan ở trước cái cửa nhà tôi, gần bên hông cửa, trước đó là trước cửa, còn đây là bên hông, là bầu nhà tôi trồng nè. Đấy, đây là bầu nhà tôi trồng nha. Bầu nhà tôi trồng khoảng chừng một tuần rồi nó lên cao như thế này nè các bạn. Nè, mà thấy không, tôi có chụp, tôi đăng Facebook và tôi có làm, tôi quay clip luôn đó, tôi quay cái quá trình nhưng mà chưa đăng lên. Còn đây là bên đây là khổ qua nha các bạn, đây là khổ qua nó lên này nè, cho bạn thấy lên cây nè các bạn, đây là khổ qua lên cây đấy, mà thấy chưa đó, khổ qua lên cây. Còn đây là mai, mai ở bên kia nó rất là mọc cỏ, là nhiệm vụ của tôi là phải lấy mai bên kia qua bên đây để chắc cho nó ngay hàng để Tết mình tháp mình bán, nhưng mà tôi vẫn chưa làm được đấy. Tôi giới thiệu luôn, buổi sáng tôi sẽ giới thiệu, buổi trưa tôi sẽ làm clip khác, tôi làm cái khác. Còn đây là rất là nhiều khoai lang này các bạn, đây là khoai lang mà không biết có cũ hay không chứ tôi thấy kiểu này là không có cũ rồi. Còn đây là cây hang rất là lớn ở nhà tôi các bạn, cây hang rất là khủng khiếp, để leo để buộc dây trong mấy cái cây như thế này nè, đây buộc dây như thế này này đó, buộc dây như bên kia đấy, buộc dây vậy nè đó, để cho nên mấy cái cây này nó đừng có ngã đấy. Với lại là nó cao như thế này là nó cao muốn bên kia luôn, là cả một cái quá trình luôn á ấy, rất là cao, cả một quá trình leo mà buộc luôn á. Thấy bên kia nó rất là tối quý vị, còn bên đó là sáng nè, tới cửa nhà tôi nè. Nhà tôi bạn có thể thấy rất là nhiều trên YouTube đấy, bởi vậy rất là quen thuộc với các bạn. Còn đây là cây sinu nu nha các bạn, cũng rất là đắt giá đấy. Thật sự là cha tôi mới lên một cái chức này rất là hấp dẫn, rất là vui, nghe tin thì rất là vui, đó là phó giám đốc của công ty gỗ sưởi đỏ miền Tây đấy. Các bạn thấy phó giám đốc có hấp dẫn không, có hay không? Nghe cha tôi có được vinh danh khi nghe tía tôi là một phó giám đốc hay không? Ông nói là mốt sau này là tôi lớn lên là cho tôi làm thư ký luôn, khỏi học đại học. Nhưng mà tôi học và tôi vẫn học đại học các bạn, tại vì cái ước mơ của tôi là phải làm vậy thì tôi phải học vậy thôi. Đấy, các bạn thấy rất là HD, rất là sắc nét, rất là đẹp không? Hôm nay tôi quay là 720 HD luôn, full HD cho bạn xem luôn. Còn đây là bông, đấy bông, bông gì, cái bông này hình như là hồi nhỏ là tôi có thể mẹ tôi là lấy 8 răng đưa vô răng tôi, mỗi khi tôi nhức là nó hết nhức á, nhưng mà hết thì nó nhức hơn đây nè đó.
Ok, bây giờ giường tôi vậy đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục ở phía dưới để tôi thay giới thiệu giường tôi. Cái này là những cái ống quay 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 quay. Nè, tôi lấy đồ thu âm tôi nói kê vô miệng, sát vô miệng tôi để tôi nói luôn. Để cho nó không có nói lớn thì nó rất là mệt. Còn đây là gì đây? Đây là ếch, đấy các bạn thấy ếch không? Bên đây là nuôi lươn nè các bạn, lươn rất là to, rất là dữ. Bên đây là ếch, ếch này ếch đực nè các bạn. Thật sự là hôm qua tôi không có sạc hồ nên rất là đen, nên quay nó không có được thấy con ếch rõ cho lắm. Ok, bây giờ đi vòng vòng thử xem là có cái gì nữa không. Nè, bạn thấy chân được không? Này, nước ướt chân luôn rồi các bạn. Thật sự là hôm qua tưới á. Đây là tai tượng, cá tai tượng. Đấy, tí nữa tôi sẽ đem thức ăn cho tôi ra cho nó ăn, cho bạn xem. Còn đây là mai. Bạn thấy mai không? Mai rất là nhiều các bạn. Tôi là một mình tôi làm ở dưới đây nè, làm khoảng từ 5.000 cây ấy, rất là mệt, rất là khủng khiếp, thời gian tôi không có luôn đó. Còn đây là bông mai, các bạn thấy cây mai hay không? Nó qua mùa hè nó mới nở các bạn. Mai nhà người ta là mùa xuân mới nở, còn mai nhà tôi là hè nó mới nở đấy. Các bạn thấy bông nó rất là đẹp, không bắt cận ảnh được luôn, không bắt cận cảnh được luôn đấy. Bạn thấy không? Ok, bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhà hàng sao cho bạn coi để xem nhà hàng sao tôi có gì. Bên kia là sò đồ nên tôi không quay được. Đây là cái chuồng gà các bạn. Đấy, các bạn thấy những gà hồi xưa anh nuôi heo nhưng mà đợt đó rất là lỗ nên là lỗ biết bao nhiêu tiền, mấy chục triệu luôn. Ở đây là con gà không? Đây là thức ăn nè, nó vô nó ăn nè. Đấy, có còn cái trong kia là một con gà trống và hai con gà mái. Đấy, một đứa con trai mà hai đứa con gái. Thật sự rất là lạ so với mình ha. Mình thì một với một thôi, gà hai con gì một với hai, hoặc có thể là một với một chục luôn chẳng hạn. Ê, trời 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 trời, sụp hố các bạn. Đây là bao tấu nè. Đấy, tôi giới thiệu buổi sáng vậy giới thiệu luôn, còn buổi trưa thì tôi quay khác nữa. Còn đây là gì? Dừa lên mộng này, dừa này ế quá. Tôi ở Bến Tre mà dừa này kiểu này chắc ế thì không ai mua, có mấy ngàn một trái thôi. Còn bên kia là gì? Hồ tiêu. Mấy bạn thấy hồ tiêu không? Mấy cái hồ cái cầu bên kia kìa. Đó, phóng luôn. Okay. Rồi bây giờ tiếp tục đi đằng sau nhà tôi nha. Tôi sẽ giới thiệu tất cả các bạn những cái cây gì cha tôi trồng và những cây gì mà tôi trồng để xem là nó có thu nhập như thế nào. Đây là gỗ sứ đỏ vẫn còn ở đây nha, cái gì vẫn còn đó là bưởi, bưởi đó là của tôi các bạn. Bưởi đó mỗi khi nó chín là tôi cắt tôi bán đấy. Đó là bưởi năm rau, còn bưởi da xanh nữa. Còn đây là những cái cây phát tài. Đây là những cây phát tài, khi mà lên cao mình cắt khoảng một khúc một gang, khoảng chừng hai gang như thế này nè, hai gang giống như hai gang tay luôn nè. Mình cầm đầu cái bịch có một dừa và tấu luôn, mình bán thì được khoảng vài chục ngàn gì đó, ba chục ngàn hay gì đó là một cây như thế đấy. Bữa đó tôi bán cũng được nhiều tiền lắm ấy. Rồi tôi đi tiếp nha các bạn. Này bưởi, bạn thấy quá trời bưởi luôn không? Bưởi này rất là dữ. Bưởi này nó bự khủng khiếp luôn. Bưởi năm rồi, còn bên kia bưởi da xanh thì nó nằm có bên kia kìa. Này bưởi năm rồi. Bữa này nó sắp chín này hay gì á, tới kỳ sắp chín các bạn thấy không? Đấy. Đây là tôi mới mần cỏ xong mấy bữa hôm nay. Đó, truyền hình mặt đất các bạn thấy không? Giới thiệu nhà tôi có truyền hình mặt đất luôn nha. Đấy, muốn ai vô coi là vẫn có, phải có truyền hình mặt đất cho các bạn xem luôn. Bên kia là cây dừa. Ở góc độ này quay nó sao nó tối thôi nhưng mà tôi thấy vẫn sáng. Còn đây là gì? Các bạn biết mà, thấy quen thuộc quá mà. Đầu ăn chuột. Chuột nè, thấy mà thấy cái lưng nó không? Hãy chọn cho bạn xem nè. Bữa hôm nó đẻ chục con các bạn, mà tự nhiên nó chết. Sáng đi thấy đẻ chục con, chiều về thấy mất tiêu, không còn con nào luôn. Tính chiều quay clip mà cuối cùng không quay được luôn. Con này lì quá bạn. Thôi đừng chọc nó nữa. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ qua bên kia cho bạn xem nha. Bên kia các bạn, bên kia là có rất là nhiều thứ để tôi hay giới thiệu tất cả các bạn xem. Ok, bây giờ đi tiếp nha. Đây là dừa, một đống dừa nữa nè các bạn. Đấy, thấy dừa không? Bởi vậy không có cái gì ra cái gì hết trơn. Dừa vậy mà ế, buồn thiệt chứ. Hồi xưa là dừa lên mộng như mười mấy ngàn trái, 15 ngàn trái, hồi xưa tôi bán cũng nhiều lắm. Đây là tre, tre cha tôi đốn bên vườn bên kia gì à, mua đó.
Còn cái này là cái cây gỗ sưa đỏ mà tôi thấy nó bự nhất, nó khủng khiếp nhất các bạn. Các bạn thấy gốc nó bự không? Thấy cao bút chỉ lên trên luôn nè. Để tôi cho các bạn xem cận cảnh gốc nha. Gốc này nó bằng nó bự hơn cái bự bằng ngón tay cái luôn nè. Đấy. Nó là bự. Mẹ tay tôi bằng coi ở ngoài nó bự mà vô đây nó cũng nó nhỏ lại, và cái cây này nó thấy nhỏ nhưng mà thật sự rất là bự nè, bạn thấy không? Đấy. Sự là cái ứng dụng này quay phim bắt bắt cái ảnh không được. Bắt góc độ cận cảnh không được. Rồi kêu về đi tiếp. Mộ của mẹ tôi. Và tôi sẽ giới thiệu tiếp. Hồi sớm là tôi giới thiệu có cây phát tài phải không? Ok, giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp tục cái cây phát tài. Ở đây có vàng phát tài rất nhiều các bạn. Cho bạn xem phát tài nhà tôi trồng nè. Tôi là tôi tự tôi trồng luôn nha. Đấy. Các bạn thấy không? Đây như 7 cây thì phải á, tôi nhớ vậy đó. Không cài không có ra hâm, nay phải ra hâm là quay phim luôn. 1 2 3 4 5 6, còn kia có 7 cây. Kia cây kia không có lá nên không thấy. Đấy, bạn thấy không? Một cái lớn là nó mọc lên à, tôi bán tiền không luôn. Tiền không. Ok, đây là phía đằng trước nhà tôi nè, nó nãy bạn thấy cái đằng trước nhà đó thấy không? Rồi, bây giờ là đây là có cây ống này, ống đặt rất là dài các bạn, ra tới ngoài đây luôn, lại múc đằng kia luôn. Đấy, cái motor chính nằm đằng kia, hồi tôi giới thiệu luôn cái motor luôn. Thì con gì nè các bạn. Đấy. Đây, cây này rất là cao các bạn. Bạn thấy mặt trăng không? Đấy, một cái đốm rất là nhỏ, đằng kia là mặt trăng đấy. Hay là cao nè các bạn. Cao này bán cũng được đó nè. Nhưng mà bán trái già ta không mua, nên là trái già còn để ương thôi. Ương thì bán 3.000 một cây hay gì đó. Tôi có thể nói gì vậy cho các bạn để nhà các bạn nào có cái gì đó thì cứ bắt chước theo tôi có thể làm được. Vẫn có thể kiếm tiền được. Tại các bạn không biết cách kiếm tiền thôi, tại vì xung quanh bạn có bao nhiêu cách kiếm tiền. Nhưng mà đôi khi tôi thấy những cái bạn như là bán hàng online hay là làm những công việc nặng nhọc, thấy thì nó vất vả quá. Mình đất của mình thì mình có thể làm trồng được những cái cây, rất là nhiều cây mình có thể kiếm tiền đó. Ví dụ cái bầu nè, bầu thì nhiêu, một trái là 10.000 một ký nè. Còn một còn đọt bầu á thì nhiêu, 20.000 một ký đó. Tôi trồng 60 cây như thế này, bạn nghĩ cây một ngày tôi hái bao nhiêu ký bầu và bao nhiêu ký đọt bầu. Hổ qua cái đậu bún tôi còn trồng ở dưới nữa kìa, còn mướp nữa kìa, tôi trồng rất là nhiều. Nhưng mà tôi vẫn có thời gian rảnh để chăm sóc nó. Tôi chăm sóc nó, tôi vẫn có thời gian rảnh để tôi chơi game và tôi quay phim. Tôi vẫn còn chia ra đủ thời gian để học luôn. Bởi vì mới gọi là một người quá tuyệt vời đúng không? Đây là motor nè. Motor này bắt cái đường ống dưới sông nè. Đó. Sông ở dưới đó, nó khúc sông đó đó. Bên đó là sông, đấy. Còn đây là ranh giới đất của tôi nè, đấy. Một cái đường nè, thấy không? Ok, giờ tôi sẽ vô trong nhà tôi để xem là có cái gì nha. Rồi. Đây là trà nè, trà với ly nước nè. Cái bàn tôi ụp lại rồi, bữa đó tôi quay phim tôi ụp lại luôn rồi. Là cái lu. Cái lu ở trong này nó có gì tôi cũng không biết nữa. Không có gì hết, chỉ có đất cái tổng thôi. Là mai nè, mai tôi chưa còn làm xong nữa nè, thấy không? Tại vì nhiều quá vô bịch không có xiết. Là hai cái cống bự tổ chản luôn. Còn đây là nhà sau tôi nè. Nhà sau tôi thì có mấy cái cỏ, có hao này nọ, cân, xe gì đó. Ok, bây giờ tôi sẽ, hồi nãy tôi nói là tôi sẽ lấy thức ăn để cho các cây tượng ăn. Bây giờ tôi sẽ đem ra cho các cây tượng ăn nha. Thức ăn là 20.000 2 kg. Thức ăn là 12 ly. Ok, giờ các cây tượng này rất là đói các bạn. Không ngày nó không có cho nó ăn, với lại ớt tôi cũng không cho nó ăn nữa. Đây, nó đang đợi tôi nè, bây giờ tôi sẽ tháo ra. Cầm máy quay kiểu này làm sao mà tháo ra ta. Đó. Thấy chưa? Là thức ăn của nó nè, 12 ly, cho ếch ăn vẫn được. Đấy. Tôi đang đợi cái mồm nó lú lên để ăn. Đâu tiêu rồi. Thường thường là bỏ xuống là lên ăn liền. Còn bây giờ bỏ xuống là không thấy dấu mất tích luôn rồi. Không thấy ở đâu, à tôi thấy nó rồi. Đó cái mồm nó kìa các bạn. Đấy, đây cũng có một con nè. Như cái triệu chứng máy quay nó bị gì á. Đấy các bạn thấy không? À tin nhắn, tin nhắn. Đấy. Nè các bạn thấy nó ăn rất là ngon không? Cá này rất là to. Khoe khoe với mống mắt luôn bây giờ. Nhiều lắm các bạn.
như là một chục con thì phải, hai ủa như sáu con chứ không tới một chục con nữa, nó quá đó. Các bạn thấy cái mồm nữa không, cái mồm nó bự. Hồi xưa tôi thấy tá tai tượng cái tôi sợ lắm các bạn đấy, thấy chưa, thấy chưa, ăn một lần một nùi luôn, ăn gì mới mau lớn chứ, còn tôi ăn rất là ít, à tôi ăn không có nhiều. Bữa đây nó ăn này các bạn, ngon chưa, các bạn muốn ăn không, vô ăn chung với tôi nói đi. Này là hai con đây nè, bên kia một con là ba con, còn mấy con nữa thì phải á. Đấy các bạn thấy tôi không, đang cầm máy quay đấy. Ok giờ tôi sẽ dẹp vô tông để tôi có thể giới thiệu xung quanh nữa, còn rất nhiều điều giới thiệu, không biết buổi trưa tôi sẽ làm gì nè, tại vì buổi sáng giới thiệu rất là nhiều thứ, thì buổi trưa quay không biết giới thiệu cái gì đó, các bạn thấy chưa. Rồi bỏ vô tới lại nè, lấy ở đâu là bỏ đó, nhà tôi rất là gọn gàng, bởi vậy tuy nó không có đẹp thôi, rách rưới như thế này thôi, nhưng mà rất là gọn gàng. Tôi rất là ghét ở dơ, với lại rất là ghét bề bộn, nên tôi không vào bề bộn. Trong đây là cái gì thôi, trong đó thì trưa rồi tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bạn xem. Còn bây giờ thì thấy mặt trời vừa lú sáng nha các bạn, đây là chuẩn bị đã sáng rồi đó, bên kia còn sương mù rất là dữ nha. Hồi sớm mà mới dậy vậy là chụp máy quay đi quay liền, nên là cái tiếng nghe nó không có bị, nó không có hay, tại vì nó hơi bị ồ ồ, nó hơi bị giọng của con dịch dịch đực mang cái dịch máy gì đó. Nó còn bình thường á thì cái giọng tôi như két vậy á, nói rất là dữ, nói rất là rõ, tròn vành rõ chữ, còn bây giờ thì không, nói ít lại và nói trầm hơn. Rồi nói chung là cái clip thì cái clip thì chỉ giới thiệu bao nhiêu đó buổi sáng thôi. Còn nếu các bạn có yêu quý tôi hãy nhớ đăng like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi. Còn nếu các bạn muốn xem vào buổi trưa tôi sẽ giới thiệu gì thì có thể các bạn sẽ lướt lướt tìm cái clip đó. Đó là giới thiệu buổi trưa của tôi, nhà tôi, để cho các bạn có thể là tận hưởng những cái điều ở nhà tôi rất là vô cùng thú vị. Rồi bây giờ thì không nói gì thêm nữa, thì chỉ kính chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và nhớ đăng ký kênh tôi nha. Bye bye các bạn.